Hôm nay giới thiệu với anh em một con equalizer của Victor, mã là C trừ ngang M770. Con này thì nó thuộc một cái dạng là phân khúc mình hiểu nôm na là cao cấp. Nó được thiết kế phải nói là đẹp, em phải ghi nhận nó đẹp nhất trong các con equalizer mà em biết, đẹp nhất luôn. Em chưa nhìn thấy con nào thiết kế đẹp vượt con này. Mặt đằng trước của nó là mặt gương kính kính nhìn đẹp lắm, nhìn ở ngoài đẹp lắm, em quay lên thì nó do ánh phản chiếu nên nó không đẹp bằng này, nó không đẹp chứ ở ngoài nó đẹp lắm. Con này về tình trạng thì đẹp keng, hai dàn mưa rơi đấy. Đèn con này đẹp vẩy rất đẹp luôn, hai đường vào. Thì con này đầu tiên thì nói đến thì nó là cùng với combo của cassette đấy, của Victor 631, 71, 721 đấy, là để cùng đát 700, 900, 909, 707, CD 511, 521, 711, 721 đấy. Còn nó có tuner nữa, nó có tuner Victor và âm ly, nó có con âm ly tự dưng em quên mất tên này đấy. Đại khái là cái bộ này nếu mà sưu tập đầy đủ ấy, màu đen nó khá đẹp đấy. Cái form của nó là như này, khi em bày thử với con 61 đã thấy nó đẹp rồi đấy. Nên anh em nào mà thích chơi quai thì chỉ để ý con này, con này nói chung là đẹp đấy. Con này thì nó có điều khiển nhưng mà máy nó về không có điều khiển. Con này thì dễ tìm thôi, không 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 có gì gọi là khó khăn cả. Thì đầu tiên giới thiệu qua mọi người về cái chức năng của nó, thì cái này là tín hiệu vào này, tín hiệu vào to nhỏ ở đây đấy, nó có điều khiển, khi mình điều khiển thì nó sẽ xoay xoay theo ấy. Đấy, khá hay. Cái này thì nó là đường vào thôi, nếu mà thả ra thì là đường like, mà ấn vào thì là đường tap, nó có hai đường. Cái này là qua quai không qua quai, ấn nút đỏ lên là qua quai, còn không là không qua quai, chạy thẳng direct luôn đấy. Còn cái phần display level này là cái phần hiển thị cái đèn này này, nó cao trào hay thấp trào thì là do này. Cái thứ nữa là những cái cần này là cần cần phím, là cần phím này là để tăng chỉnh những cái tần số. Ví dụ ở đây nó cho từ 63 Hz đến 16 kHz này. Đấy. Đúng rồi. Đấy. Đây bên đây cũng thế, kênh trái kênh phải hai kênh. Đấy. Tiếp theo nữa thì em hướng dẫn qua cho mọi cho nguồn vào đã, cho em hướng dẫn qua mọi người. Đây, bỏ ra thì lên này. Đấy, đây là tab này. Đấy, đèn này nếu mà nó thấp như này mình muốn cao ấy thì vặn cái này lên này đấy thì nó sẽ cao, còn không nó sẽ thấp đấy. Đây đường vào này, tiếng to tiếng nhỏ đây đây, qua qua này, đây quá là qua qua này, không qua qua này, qua qua này đấy. Đây nhá, còn em hướng dẫn qua cách lưu cái này nó rất hay, con này nó rất hay nên là mọi người chú ý cái phần này. Đây nó có này, heavy này, clear này, short này, visual này, vocal này, ca này và manual và program giờ. Tức là nó có hai cái chế độ ở đây. Nếu mà cái program giờ tức là programmer này thì là nó có sẵn này, nó sẽ xem cái này. Heavy là nặng này, tức là cái kiểu là nghe nghe rock ấy. Đây, cái này là nghe gần như là nó sạch sẽ, clear là sạch sẽ mà. Short là cái này là nhẹ nhàng ấy. Vital này. Đấy, cái này nghe nó phong cách kiểu như kiểu là bay bổng hay cái gì đấy. Vocal là tiếng trung nhiều này. Đây là trên ô tô này. Đấy. Đấy. Thì cần ấn một cái nữa nhá. Đây là đang program thì nó lên hiện lên ở những cái vị trí này thì là mình chọn nó, nhà sản xuất nó mặc định sẵn rồi. Đấy. Nhưng mà khi mình ấn vào program, à ấn vào manual, nhầm, ấn manual ấy thì mình sẽ chỉnh theo cái ý của mình. Đấy, mình theo chỉnh theo ý của mình, thế bên đây cũng vậy này. Đây. Đấy, chỉnh theo ý của mình. Đấy, thì chỉnh theo ý của mình. Khi chỉnh xong thì ấn vào cái phần chữ C này, C manual, à C memory này, thì chỗ này nó có 1 2 3 4 5 6 thì nó sẽ có 6 cái. Nó lại lưu mất nhớ mất rồi. Đây, về chỉnh lại nhá. Đây. Đấy. Bên đây cái này. Đấy.
Đấy nhá. Giả sử như này, nhấn vào phần memory này, ở nó A thì nó sẽ lưu vào cái phần A. Đấy, chờ một tí nó sẽ lưu, tự nó sẽ lưu. Đấy, như thế này là đã lưu rồi. Đấy. Đây nha, thí dụ như mình ấn vào, nhớ vào cái lúc đấy nha, thì mình ấn vào phần này A thì nó sẽ như này. Đấy, nhưng mà khi mình ấn menu hai cái nó khác nhau này. Đấy, mọi người nhìn chưa, nó cùng là A nhưng mà khi mình lúc mình căn chỉnh ấy, mình tự chỉnh ấy, thì là menu thì nó hình như này, còn mặc định của nhà sản xuất như này. Thế nếu mà như vậy thì tính ra thì mình sẽ có 1, 2, 3, 4, 5, 6 là thành 12 cái kiểu nhớ luôn. Khi mình mọi người ấn vào theo cái kiểu nghe nhạc của mọi người, sau đó sẽ mọi người ấn vào A B C D E F lưu vào thì lần sau bật lên chỉ như vậy là xong. Đấy, cái này nó rất rất hay ở chỗ đấy. Không qua qua này. Đấy, qua qua này. Một cho cái đèn nó tầm ở giữa này cho nó đẹp này. Đấy. Không qua qua này. Đấy. Không. Đến với tôi nữa làm gì? Thôi. Em mình chỉnh này. Thôi. Tôi van xin. Đến lúc em mình chỉnh này. Tôi van xin. Đừng đến nữa tình yêu. Yêu cho tôi chỉ nhìn ngây ngất. Tình yêu cho tôi chỉ lắm. Đây là đường này, đường vào ra này, vào ra. Một bên là like và một bên tab. Đấy. Nó có hai cổng cổng nguồn hỗ trợ. Đấy. Tối đa là maximum là bao nhiêu này? 600W. 600W thì em nghĩ thì cắm cái gì cũng được, cả bái mà. Đây. Like và tab nhá. In vào là ao ra, cứ thế về xét là thu play là phát. Đấy, mọi người cứ thế này được, nó có hai cổng vào. Lưng thì nó cái chỗ này nó bẩn, ai về thích thì sơn lại, không thích thì thôi để nguyên. Còn mặt trước là không chảy trước gì cả. Đấy. Rất đẹp luôn. Bày nếu mà cùng comble mà lên màu đen thì nó cũng khá là huyền bí đấy. Đấy. Con này phải nói là nó đẹp nhất. Em thấy là nó đẹp nhất trong cái dòng quài. Rồi, ok. Thank you em nhé.